Phần cụm bô chúng ta có cái tiếng âm thanh rất là lực, trải nghiệm âm thanh của tiếng ống xả của dòng Lamborghini Urus. Đây cũng chỉ là chế độ thấp nhất, đẩy về các cái chế độ như Corsa hay các chế độ thể thao khác sẽ lực và mạnh hơn rất nhiều. Đèn sau của chiếc Lamborghini được thiết kế hình chữ Y, đèn full LED cực kỳ xuất sắc. Chiếc xe sản xuất 2018 mang cái tông màu nội thất là màu nâu, nhìn rất là sang, chi tiết da rất là xịn, bị cả cửa sổ trời, hệ thống loa Bang & Olufsen, bộ mâm 5 chấu đi kèm cục phanh hiệu suất cao. Đèn trước là đèn full LED, có trang bị thêm cả radar. Chúng ta sẽ cùng nhau xem trái tim của chiếc Lamborghini Urus bản đầy đủ đấy nhé. Một cỗ máy V8 với hơn 600 sức ngựa. Chiếc xe mới lăn bánh 5.000 km, lăn bánh lần đầu tại Việt Nam là cuối năm 2020. Đối với những cái mẫu xe thể thao, cái tông màu xanh này rất là khỏe và nổi bật. Các cái chế độ lái của chiếc Lamborghini chúng ta sẽ cùng nhau xem nhé. Trang bị 5 chế độ lái và phần start-stop nhìn rất hay.